rực lửa, cả trăm quan chức công an, bộ đội vi phạm nồng độ cồn bị xử lý, khốc liệt nhất lịch sử, cả gan khái tên giả, dùng chiêu hiểm tẩy trắng, khiếp nhất, đội trưởng cảnh sát giao thông gây tai nạn, số đo cao ngất. Thưa quý vị, không thể diễn tả được mức độ khủng khiếp này, con số chót vót lần đầu được công bố, nói hàng trăm chỉ là bề nổi, nhưng con số thực mới khiến người ta khiếp đảm. Cán bộ đa cấp đa ngành và đặc biệt là thủ lĩnh công an quân đội lại cả gan vi phạm nồng độ cồn, lái xe gây tai nạn liên hồi, tất cả đã được thống kê và xử lý, gây rúng động dư luận. Nhưng khiếp nhất là chiêu lách luật của các ông trùm, người cố thủ trong xe không chịu bước ra, dùng lý lẽ cãi đến khuya chưa xong, người thì gian dối khai cả tên giả. Khiếp nhất là vị đội trưởng cảnh sát giao thông tỉnh Tiền Giang vừa gây ra tai nạn có nồng độ cao ngất ngường, còn vị thiếu tá quân đội sau khi gây tai nạn thì bỏ trốn, cương quyết chống lại, không chịu đặt miệng vào máy đo, cùng hàng trăm vụ trớ trêu khiến dân cười ra nước mắt. Cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Sáng nay, sau gần một tháng thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, 6 tổ công tác của Bộ Công an đã xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có hơn 100 trường hợp là công chức, viên chức, công an, bộ đội. Để thực hiện tốt hơn nữa công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, ngăn chặn kéo giảm tai nạn, Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải cải tạo ngay các điểm đen, đường tránh nạn, biển cảnh báo chỉ dẫn, đồng thời giao Bộ Công an thường xuyên tuần tra xử lý vi phạm theo chuyên đề, nhất là về kiểm soát nồng độ cồn, xử lý nghiêm theo quy định, tuyệt đối không chấp nhận sự can thiệp xin xỏ. Đáng nói, ngoài các chuyên đề kế hoạch của lực lượng cảnh sát giao thông, công an các địa phương, Bộ Công an đã thành lập 6 tổ công tác, trong đó có lực lượng của Văn phòng Bộ Công an, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị phối hợp với công an các địa phương tổng kiểm soát xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó có chuyên đề người điều khiển xe trên đường mà trong người có chất cấm, nồng độ cồn. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, với tinh thần xử lý không ngoại lệ, không vùng cấm, sau gần một tháng thực hiện kế hoạch, 6 tổ công tác của Bộ Công an đã xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có hơn 100 trường hợp là công chức, viên chức, công an, bộ đội, nhà báo, và đã gửi thông báo vi phạm về cơ quan những cá nhân vi phạm. Điển hình, tổ công tác số 2 của Bộ Công an phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Nội tổ chức kiểm tra xử lý tại quốc lộ 21B, đoạn qua địa bàn quận Hà Đông, Hà Nội, đã phát hiện ông DMK, cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự Công an quận Ba Đình, lái xe ô tô vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,275mg trên 1 lít khí thở và không có những giấy tờ liên quan như bằng lái, đăng ký, bảo hiểm. Đáng chú ý, khi vi phạm, ông K đã khai tên sai, nhưng sau đó tổ công tác đã xác minh và lập biên bản, gửi thông báo về Công an thành phố Hà Nội để chỉ đạo kiểm điểm, xem xét xử lý cán bộ vi phạm này. Tiếp đó, tổ công tác số 2 tiếp tục phối hợp với Công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ ở đường Trần Khát Chân, phát hiện và lập biên bản đối với ông PXT, cán bộ Công an quận Hoàn Kiếm, lái xe ô tô vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,672mg trên 1 lít khí thở. Quá trình xử lý, ông T không chấp hành việc ký biên bản vi phạm hành chính và biên bản vi phạm điều lệnh Công an nhân dân, mặc dù tổ công tác đã giải thích và yêu cầu nhiều lần. Trường hợp này, Cục Cảnh sát Giao thông cũng đã gửi thông báo về Công an thành phố Hà Nội để xem xét xử lý. Tổ công tác số 3 của Bộ Công an phối hợp với Công an thành phố Phan Thiết, Bình Thuận dừng kiểm tra xe ô tô do ông CSG cầm lái và xác định tài xế này vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,124mg trên 1 lít khí thở. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định ông G là bí thư huyện ủy, một huyện tại Bình Thuận. Tổ công tác số 3 đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời gửi thông báo về nơi làm việc của ông giờ để có hình thức xử lý kiểm điểm. Ngoài những trường hợp trên, các tổ công tác cũng xử lý nhiều người vi phạm nồng độ cồn là công chức, viên chức, công an, như chủ tịch Ủy ban nhân dân một huyện ở Thừa Thiên Huế, Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng, Chánh văn phòng Sở Ngoại vụ thành phố Hải Phòng, một thượng tá đang công tác ở quân khu 5. Cục Cảnh sát giao thông cho hay, trong thời gian tới, các tổ công tác của Bộ Công an sẽ tiếp tục đôn đốc, kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn với tinh thần không có vùng cấm, không ngoại lệ, không tác động xin xỏ nhằm kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia. Rúng động, bắt buộc xe máy bật đèn ban ngày để nhận diện, Bộ Giao thông Vận tải khiến cả nước sốc ngất, lãnh đạo chắc nịch phải giống châu Âu mới đẹp, chuyên gia chỉ ra điểm chí mạng gây ra thảm kịch. Thưa quý vị, quá vô lý và khó hiểu là những đề xuất đang được Bộ Giao thông Vận tải trình lên để bắt buộc người đi xe máy phải bật đèn cả ban ngày chỉ vì muốn sao chép công thức giống hệt châu Âu. 90 triệu dân khóc ngất, bức xúc tột cùng vì suốt ngày nắng chói, xe máy lại bật đèn, thậm chí nhiều người còn bật pha thì ai chịu cho nổi. Thậm chí giao thông nước ta cũng hoàn toàn khác biệt, có chăng đang quá đà việc hòa nhập quốc tế, đến độ các chuyên gia cũng phải lên tiếng cảnh báo về những hậu quả khôn lường. Cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây.
Bộ Giao thông Vận tải đang lấy ý kiến dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi, trong đó dự luật bổ sung nhiều quy định mới, đặc biệt là quy tắc sử dụng đèn của các phương tiện tham gia giao thông. Cụ thể, khoản 3, điều 27 của dự luật giao thông quy định, trong suốt cả ngày, xe mô tô, xe máy, xe đạp điện, xe máy điện, khi tham gia giao thông phải bật sáng đèn nhận diện được trang bị theo thiết kế của nhà sản xuất, hoặc phải bật sáng ít nhất một đèn chiếu sáng gần phía trước và một đèn đỏ phía sau. Như vậy, người lái xe máy khi tham gia giao thông phải bật đèn được trang bị theo thiết kế của xe. Lý giải quy định này, ông Hoàng Thế Tùng, Phó Vụ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, thành viên Ban soạn thảo cho biết, quy định xe máy bật đèn cả ngày được Bộ căn cứ theo Công ước Viên năm 1968 về báo hiệu đường bộ mà Việt Nam là thành viên. Trên thế giới, xe máy được coi là phương tiện yếu thế hơn ô tô, nên Công ước Viên quy định bật đèn nhận diện xe máy cả ngày, không phải đèn chiếu sáng, để người điều khiển ô tô phát hiện xe máy. Việt Nam đã tham gia Công ước này nên phải tuân theo quy định. Ngay lập tức, nhận lại sự phản ứng gay gắt của dư luận, bởi đề xuất này chủ yếu dựa theo tiêu chuẩn của các nước châu Âu, nơi mà ánh sáng ban ngày không đủ, sương mù nhiều, cần bật đèn để nhận diện. Trong khi đó, Việt Nam lại là một nước có môi trường khí hậu gió mùa nhiệt đới, ban ngày nắng nóng, điều kiện ánh sáng tầm nhìn tốt, nay lại bật đèn xe cả ngày khiến nhiệt độ môi trường tăng thêm nữa, thì người đi đường làm sao chịu nổi. Các nước phương Tây có khí hậu khác xa Việt Nam, môi trường nhiệt độ cũng hoàn toàn đối lập. Việc áp dụng các quy định ở phương Tây cho Việt Nam là không phù hợp chút nào. Trong thực tế, khi tham gia giao thông, nhiều người bật đèn pha đã gây chói mắt cho các phương tiện đi ngược chiều, còn với xe đi trước lại bị gương chiếu hậu dọi vào và không thể nhìn thấy đường. Ở Việt Nam, các xe lưu thông nối đuôi nhau với tốc độ thấp nên không cần thiết phải sử dụng đèn chiếu gần như một công cụ để nhận biết phương tiện. Trong khi đó, sự nhầm lẫn trong khi sử dụng đèn chiếu gần và chiếu xa của xe cũng dẫn đến sự khó chịu cho nhiều người tham gia giao thông. Nhiều dân cho biết, với lượng phương tiện như ở nước ta, cùng với tình trạng thường xuyên tắc đường, việc bật đèn xe cả vào ban ngày sẽ gây ra nguồn nhiệt rất lớn từ hàng ngàn bóng đèn tỏa ra. Đó là chưa kể, lượng nhiên liệu sẽ tiêu hao và chi phí bảo dưỡng sửa chữa hệ thống đèn sẽ làm tăng chi phí hàng ngày của người dân. Và chỉ nên bật đèn tùy điều kiện thời tiết, vùng miền, tùy mùa sao cho phù hợp, luật giao thông đường bộ cũng đã quy định rõ. Còn việc xảy ra tai nạn giao thông, cần phải nghiên cứu xem nguyên nhân là do không bật đèn cả ngày hay ý thức chấp hành luật của người dân chưa tốt. Nếu không tìm đúng nguyên nhân để điều chỉnh mà chỉ đề xuất thêm các điều luật mới trong giai đoạn này sẽ chỉ làm cho tình hình thêm rối ren. Nếu bật đèn chỉ để phương tiện khác tránh né thì nên đề xuất lắp trước và sau xe, thậm chí cả bên hông, những loại đèn chớp nháy xanh đỏ có khi còn tác dụng hơn nhiều. Hãy đề xuất những quy định hợp với đời sống văn hóa xã hội, kinh tế và thực trạng đất nước để người dân được hưởng lợi từ chính sách, chứ không nên đi cóp nhặt ở một quốc gia nào rồi về bắt chước theo. Cái gì đúng hay thì chúng ta có thể học hỏi, làm theo sau khi có sự điều chỉnh hợp lý, còn cái không có tác dụng gì thì tốt nhất không nên thay đổi. Những quy định đề xuất không sát thực tế, chỉ sao chép nguyên mẫu của nước khác rồi áp dụng vào trong nước sẽ không giải quyết được vấn đề mà chỉ càng làm tăng thêm bất cập. Chỉ cần người làm luật rời xe bốn bánh và tự tay cầm lái chiếc xe máy đi làm trong một tuần, sẽ thấy hệ lụy của việc ban hành một công thức sao chép. Chúng ta đã tiêu tốn quá nhiều nguyên liệu, ô nhiễm tiếng ồn, gia tăng nhiệt độ, do lại thêm ô nhiễm ánh sáng. Nếu trời nắng nóng, trên đường một chiều, người đi sau sẽ bị bất ngờ bởi ánh sáng phản lại từ những phương tiện đi trước đó. Khi đó, tai nạn có thể xảy ra không lường trước được. Kinh nghiệm hay mô hình gì cũng phải có sự tương thích và phù hợp mới áp dụng được. Thực tế đã chứng minh không ít quy định được các cơ quan soạn thảo luật ở nước ta đưa vào sau khi bê nguyên từ nước ngoài về đều có những bất cập, thậm chí không thể đi vào cuộc sống được. Hằng ngày, anh Nguyễn Chí Dũng phải di chuyển hơn 10 km từ nhà đến nơi làm việc. Với tần suất di chuyển như vậy, hơn ai hết anh Dũng hiểu được tác hại của việc bật đèn khi tham gia giao thông. Theo anh Dũng, bật đèn ban ngày không chỉ ảnh hưởng đến mắt của người đối diện mà còn làm tăng nhiệt độ, có thể làm ảnh hưởng đến môi trường và khí hậu. Ở Việt Nam, việc bật đèn ban ngày là không cần thiết vì chúng ta nắng quanh năm mà trời lại sáng thì tôi nghĩ việc bật đèn sẽ không có tác dụng vì ban ngày trời sáng tự nhiên lại đi bật đèn. Thế có ảnh hưởng đến môi trường hay không? Có lẽ chỉ những ngày mưa bão trời sầm xì tối thì mới bật đèn, nhưng nó không xảy ra thường xuyên và người dân có thể tự ý thức được các trường hợp đó. Với lượng xe máy như ở Việt Nam, những thành phố đông như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sẽ ảnh hưởng phần nào. Tuy nhiên, cũng có ý kiến đồng tình với đề xuất bật đèn xe máy vào ban ngày khi lưu thông của Bộ Giao thông Vận tải. Vì khi đi trong đường hầm, trong ngõ, đường khuất với nhiều khúc cua, người tham gia giao thông sẽ nhìn vào đèn xe để nhận biết phương tiện đối diện, từ đó tránh được việc phải bấm còi xe gây ô nhiễm tiếng ồn. Rực lửa định giá lại tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng từ 39 tỷ xuống dưới 7 tỷ đô la Mỹ, cả thế giới bối rối. Bé Bàng rớt khỏi danh sách giàu nhất hành tinh, ai đã vẽ ra số ma đánh bóng Vingroup lên đỉnh?
Thưa quý vị, thật không thể tin nổi, chưa kịp ăn mừng tin tỷ phú Phạm Nhật Vượng lọt top 30 người giàu nhất hành tinh, thì lần đầu tiên trong một động thái hiếm thấy, Forbes đã quyết định tính toán lại giá trị của VinFast như thể đây là một công ty tư nhân chưa niêm yết với việc bỏ qua thị giá cổ phiếu trên sàn. Và thế là từ núi tiền khủng 39 tỷ đô la Mỹ rớt cái đùng xuống tài sản thật chỉ dưới 7 tỷ đô. Tức là những số ảo được đánh bóng đẫy đà trên sàn chứng khoán đã lộ đuôi toàn bộ. Liệu những gì vua xe Việt Nam đang phô diễn có đúng sự thật? Chúng tôi sẽ làm rõ ngay sau đây. Theo bảng xếp hạng tỷ phú thời gian thực của Forbes hiển thị vào tối qua, ông Phạm Nhật Vượng hiện sở hữu tổng tài sản chỉ 6,7 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý, trước đó một ngày ông Phạm Nhật Vượng vẫn được thống kê là có khối tài sản 39 tỷ đô la Mỹ, đứng hạng 30 trên bảng xếp hạng những người giàu nhất hành tinh. Với khối tài sản ước tính như trên, ông Phạm Nhật Vượng là người giàu thứ tư châu Á sau khi vừa vươn lên vị trí thứ hai vào ngày hôm qua với 66 tỷ đô la Mỹ. Đồng thời, Forbes cũng đã đưa ra một vài lý do cho sự điều chỉnh về tài sản của ông Phạm Nhật Vượng. Quan điểm của Forbes đưa ra là một trong những vấn đề lớn nhất tác động tới biến động giá là hiện số cổ phiếu đang lưu hành tự do của hãng xe điện này chỉ khoảng 1%. Trong khi đó, ông Vượng lại kiểm soát gần như toàn bộ VinFast thông qua 3 công ty dưới quyền. Trong đó, phần lớn nhất thuộc về công ty của ông đang niêm yết trên sàn HOSE, Vingroup. Forbes ban đầu đã chiết khấu 30% giá trị cổ phiếu của ông Phạm Nhật Vượng để giải thích cho tỷ lệ thả nổi thấp. Nhưng sau khi nói chuyện với hơn nửa tá nhà phân tích cổ phiếu về giao dịch có nhiều biến động mạnh, Forbes đã quyết định tính toán lại giá trị của VinFast như thể đây là một công ty tư nhân, chưa niêm yết. Phương pháp cảm tính riêng cho VinFast. Trong trường hợp này, Forbes dùng hệ số giá doanh thu của các công ty xe điện khác để định giá VinFast mà không quan tâm tới giá cổ phiếu VFS trên sàn. Dựa trên đó, Forbes ước tính cổ phiếu của ông Vượng tại VinFast vào khoảng 2,3 tỷ đô la Mỹ và tổng giá trị tài sản ròng của ông là 6,9 tỷ đô. Động thái này gây ra các phản ứng trái chiều, trong đó đáng chú ý là các quan điểm cho rằng cách tính bất thường này của Forbes có phần áp đặt lên VinFast khi chỉ trong một tuần Forbes đã hai lần thay đổi cách tính trong việc định giá. Dù vậy, ngay cả phương pháp mới được Forbes mô tả là dựa trên tham khảo ý kiến của nhiều chuyên gia phân tích cũng chưa thuyết phục, thậm chí là phi thị trường. Con số này thấp hơn nhiều so với số vốn đầu tư khoảng 9 tỷ đô la Mỹ mà ông Vượng cũng như Vingroup đã rót vào VinFast. Hơn nữa, việc Forbes nhìn nhận một công ty đang niêm yết như một doanh nghiệp tư nhân để định giá là rất khó lý giải. Điều này càng phi lý khi sàn chứng khoán mà VinFast niêm yết Nasdaq là sàn chứng khoán uy tín và minh bạch hàng đầu thế giới. Dù thực tế là lượng cổ phiếu VFS đang lưu hành hiện rất thấp, chỉ khoảng 1%, nhưng mức giá cao hay thấp đều do thị trường quyết định. Từ trước đến nay, Forbes gần như chỉ áp dụng duy nhất và thống nhất một công thức tính với các công ty niêm yết, đó là dựa trên giá cổ phiếu. Việc Forbes bất ngờ đổi thước đo lên VinFast vô hình chung lại đặt dấu hỏi về bảng xếp hạng này. Trước đó, cổ phiếu VinFast đã tăng cả 5 phiên trong tuần qua, mỗi ngày trung bình vốn hóa của VinFast tăng thêm khoảng 24 tỷ đô la Mỹ, gây rúng động thế giới. Cùng với tăng giá 5 phiên liên tiếp với tốc độ ít người nghĩ tới, cổ phiếu VinFast đã giúp tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng chóng mặt lên 55,8 tỷ đô la Mỹ vào phiên cuối tuần. Ông Vượng xếp thứ 23 thế giới, số 3 châu Á và số 1 Đông Nam Á trong danh sách những người giàu nhất hành tinh. Tuy nhiên, những biến động sốc của cổ phiếu VinFast cũng khiến các đơn vị xếp hạng như Forbes và Bloomberg bối rối. Tuy nhiên, Bloomberg vẫn chưa có những tính toán cụ thể về khối tài sản của ông Vượng. Tên ông Phạm Nhật Vượng không còn trong danh sách các tỷ phú của Bloomberg. Sau gần 2 tuần giao dịch, cổ phiếu này đã tăng vọt lên gần gấp đôi mức giá chào sàn. Qua đó, VinFast đã lập kỷ lục vốn hóa mới với giá trị tính tới ngày 25 tháng 8 là gần 160 tỷ đô la Mỹ. Ở mức giá này, vốn hóa của VinFast cao gần gấp đôi ông lớn xe ô tô điện BYD nổi tiếng của Trung Quốc và bỏ xa hãng siêu xe Porsche danh tiếng của nước Đức.